Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là 4 giờ chiều ngày 8 tháng 11 năm 2019. Trên màn hình quý vị hiện tại là một chiếc sập ngồi, hay gọi là sập tam diện bằng chất liệu gỗ hương Nam Phi. Chiếc sập này chúng tôi vừa hoàn thiện theo yêu cầu và đơn đặt hàng của khách hàng ở tại Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ. Thì chiếc sập này có kích thước là 1m8 x 2m2, cổ liền, dạ trơn và chân 24, mặt là mặt hai lá, chúng tôi là sẽ làm mặt hai lá và hai phân cưa, khuôn tranh 7 phân, dạ là dày 10 phân, toàn bộ phần dạ là cổ liền hết. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập, quý vị có thể thấy dáng là dáng sập và chân quỳ dạ cá. Và chúng tôi có đục chạm một phần khuyết ở dưới này, nho sóc. Thì đi vào đường nét chi tiết thì tôi sẽ quay phần vân gỗ cho mọi người xem. Bởi vì đây là mẫu sập trơn thì chúng ta chỉ có để chơi vân thôi. Đây là phần dạ, còn đây là phần ván mặt. Mặt hai lá liền tấm và vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé quý vị. Sản phẩm sập trơn bằng gỗ hương Nam Phi này thì được khách hàng gần đây là được sử dụng rất là nhiều vì là chất lượng gỗ rất là tốt, vân đẹp tự nhiên cũng như là giá thành rất là hợp lý. Sập trơn này có ưu điểm là chúng ta chơi vân và lau dọn vệ sinh rất là dễ, không quá cầu kỳ. Đối với một số bác mà nhà gần mặt đường có thể là nhiều bụi thì ta chơi những sập này rất là hợp. Đấy, quý vị thấy 4-3 mặt và vân là rất đẹp, vân hoàn toàn tự nhiên hết. Mặt hai lá. Đó, tôi đã lướt qua phần chi tiết cho các bác xem toàn bộ chi tiết của những sập này rồi. Đây thì chiếc sập này là cổ liền nha mọi người nhé. Phần cổ này là liền với lại dạ này, chặt sang hạt vào. Chân là 24, chân rất là to. Phần mộng này, mộng mang cá hết. Đó, mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 số điện thoại là 0957 50806 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ngoài ra thì phía bên trong kia thì chúng tôi là có một chiếc sập và ngũ cúc Tùng Lập chất liệu gỗ vụn. Chiếc sập này chúng tôi cũng vừa hoàn thiện xong thôi. Sập này có khách hàng ở tại cũng cùng địa chỉ với chiếc sập mà trơn ngoài này. Đây là chiếc sập vụn ngũ cúc Tùng Lập chúng tôi cũng vừa hoàn thiện xong rồi. Có lẽ là trong ngày mai thì chúng tôi sẽ vận chuyển và bàn giao cho khách hàng. Đây là một sản phẩm mà được vũ vụ và được khách hàng đặt là được chạm kỹ siêu vip luôn. Đây, quý vị thấy từng những cái lá nho hoặc là con sóc này được chúng tôi trau chuốt rất là kỹ, do là ánh sáng nó không được chuẩn lắm nên quý vị nên khi nhìn ngoài thực tế nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với nhìn qua camera. Trong này trời nó khá tối. Sập này thì nó cũng là mặt hai lá, chỉ có khác là bằng chất liệu gỗ vụ và được chạm mẫu Tùng Lộc thôi. Rất là bề thế và hoành tráng nhé quý vị nhé. Xin lỗi là vì ánh sáng nó không được đẹp lắm nhưng là không được nhìn được rõ. Đây, tôi quay vị xem được chi tiết thì cái phần chân này là được cảm giác rất là kênh bong. Cái đầu chân là có rơi là chữ họ này. Đây là những nho sóc này. Chim, cái
kỳ là kênh mong luôn. Con chim nó nổi hẳn lên. Rồi mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ tới xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám nhé. Theo số điện thoại là 0987 510 86. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.